chạm luôn tay xuống đất á. Ui, ngon nhỉ. Ngon này rồi. Bây giờ sau khi mà bật ngũ bội tam tinh xong á, mà cô đang bị đau lưng nè, bây giờ cô đứng lên ngồi xuống thử coi. Khỏe khoắn rồi cháu ạ, bình thường. À, nhưng mà cô bị đau lưng sao? Cô nói lại. Cô bị thoái hóa đốt sống L4, L5 thân trước, cách đây 25 năm rồi. Còn bây giờ thì nó nặng hơn. Trước khi làm thì cô thấy cái lưng cô làm sao? Cô đau lắm. Cô đau mà đau cả điên đầu, chóng mặt luôn, bây giờ thấy gì nó khỏe nhiều. Khỏe nhiều rồi hả? À, thường là cái tư thế nào sẽ làm cô bị đau đâu ạ? À? Có nghĩa là cô đi hay đứng hay là cô cúi xuống thì cô sẽ bị đau? Cô cúi xuống là hay bị đau. Cô thử cúi à? Bây giờ không đau nữa rồi. Ồ, chạm luôn tay xuống đất á. À. Ui, ngon nhỉ? Ngon hay rồi. À, ok. Rồi, sau khi mà ép gối xoay chân rồi, bây giờ chú thử cúi xuống coi, cúi được không? Tới đó là được rồi ha. Rồi, nhưng mà giờ chú có thấy bị đau không? Không đau. Mà hồi xưa thì chú bị gì? Bị cái xẹp đốt sống á. Xẹp đốt sống hả? X 12 tới 16 à, mà thường là chú có cúi xuống được không? Không, cúi tới đây là thế này. À, vậy bây giờ làm xong chú cúi được tới đâu rồi? Tới đất rồi. Chưa được tìm nữa. Nhưng mà quan trọng là khi cúi xuống vậy chú có đau không? Không đau. Thường mỗi khi cúi xuống như vậy chú có đau không? Đau lắm. Đau lắm ha. Các anh chị thấy là toàn bộ cái quy trình chúng tôi làm nãy giờ không có mất thời gian nhiều mà hiệu quả tức thì. Rồi các cô chú anh chị cho chú một tràng pháo tay. Dành cho chú Ken. Không, các anh chị học rồi các anh chị cũng sẽ làm được y chang như vậy chứ không có gì gọi là kỳ bí hết. Không, chúng ta chỉ cần làm đúng kỹ thuật thì các anh chị sẽ thấy cái môn này nó kết quả tức thời và giữ được rất là lâu. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập ạ. Chạm luôn tay xuống đất á. Ui, ngon nhỉ? Ngon hay rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.